là khu Moreno Valley. Đây là trên đường đi qua bên Arizona. Mấy cái núi rất đẹp hơn, mặt trời đang mọc lên đó. Rất là đẹp luôn, thấy không? Còn đây là tài xế Trọng Khiêm. Wow, đẹp trai quá ta. Chết rồi, về nhà mình thiếu ngủ mấy bạn. Thiếu ngủ. Lâu lắm rồi mới có được tài xế lái đó nha. Chứ bình thường là lọc lái không? Bình thường là tự lái. Đó, cảnh đẹp không nè. À, quá trời đẹp luôn, thấy không? Wow, coi núi đẹp không? Cảnh này đẹp không? Hình như nó mới dựng mấy cái hàng rào này phải không ta? Mới dựng, hàng rào mới dựng. À, đẹp không? Đấy, nó chuẩn bị nó xây cái gì ở đây nè. Hôm nay nó bào. Chỉ là nó đóng đường này luôn phải không? Đó, nó đóng một hấp một len nè. Bên kia nào lại đóng một len. Đi núi này cũng sắp sửa qua tới nơi hết núi rồi. Yeah. À, núi đẹp không? Cả nhà. Hiện tại thì em đang đi Arizona. Đây, cái chỗ này là cái chỗ để mà nghỉ chân. Ở sau lưng nó toàn là sa mạc với lại núi không à. Thấy đẹp không? Hôm nay là đi show với bên Arizona. Đó. Rất là đẹp luôn. Em thì thích cảnh đồng quê như thế này nè. Rất là đã. Đúng không? Đẹp lắm. Trên cái chuyến đi này sẽ có rất là nhiều cảnh đẹp và có rất là nhiều cái clip để cho mọi người đón xem. Đẹp lắm. À, cảnh đồng quê rất là đẹp phải không? Và rất là yên tĩnh. Bên kia đường là cái xa lộ Freeway 10. Cái freeway này là mình có thể đi xuyên bang, xuyên nước Mỹ luôn. Rất là dài. Rất là đẹp phải không? Đây là cách Phước Lộc Thọ khoảng đâu 3 tiếng rồi đâu, chưa 2 tiếng à? 3 tiếng. Đây, 3 tiếng rồi hả? Đây là cái sa mạc. Mà vẫn chưa qua khỏi Cali nha, vẫn còn trong Cali. Đó, thấy đẹp không? Đường dài còn xa quá. Giờ xăng thì sắp sửa hết rồi. Tí nữa cho Kim ra đây để đẩy xe. Tìm nãy giờ không ra cây xăng nào hết. Đã tìm được cây xăng. Tuy rằng cây xăng này không phải cây xăng mình muốn, nhưng mà vì thờ kế, vì thờ thế ép buộc cũng phải vô đổ thôi. Cảnh đẹp không nè. Đó, vô đổ xăng nha. Bây giờ đi được nửa đường rồi, tìm được cái cây xăng á, mừng quá trời mừng luôn. Đây là cây xăng, đây nè, đang đổ xăng, mừng quá trời mừng luôn, đi được nửa đường rồi đó. Bây giờ mọi người, các bạn hãy theo em đi theo cái chặng đường này rất là dài nha, khoảng 600 cây số, mình chuẩn bị lên đường tiếp tục nhé. Bây giờ mình sẽ đi đây. Những cái cảnh đây là những cái cảnh đồng quê của Mỹ đây, đẹp không đó, ruộng đó cho quá đẹp luôn. Thấy không nè, đồng ruộng rất là đẹp, nhưng mà trên xe đi rồi không có tấp vô để mà quay những cái cảnh đồng ruộng được. Cảnh đồng quê đây rất là đẹp luôn, thấy không? Ở đây cách kia khoảng 3 tiếng đồng hồ, cách Phước Lộc Thọ khoảng 3 tiếng á. Mới giờ đi ngang qua tiểu bang Arizona, bây giờ mình đã vô trong khu Arizona rồi. Đây là không còn của Cali nữa nha. Hồi nãy có cái bảng Arizona nhanh quá, quay không kịp. Đó, thấy chưa? Đẹp lắm đó. Bên đây toàn là sa mạc không à. Đây. Thấy cảnh quá đẹp không? Cái này là núi. Mình đã đang trong khu Arizona nãy giờ rồi nhưng mà đi chưa tới.
quá đẹp luôn, thấy chưa nè. Bên đây là những là đất trống, thấy không? Cái đường đi xa như vậy đó thì thường thường trên đường chỉ rất là vắng xe chứ không có đông xe. Núi đâu rất là đẹp luôn. Chắc được cỡ đâu khoảng đâu một tiếng đồng hồ nữa thì sẽ tới nơi. Đây là cái đồng ruộng bên Arizona. Đó, thấy chưa? Quá trời luôn nè. Tới đây hết thấy rồi. Đây là mình đã vô được thành phố Phoenix rồi. Hiện tại ở đây là 100 độ. 99 này nhưng không thấy được. 100 độ. Này, trong thành phố là đẹp không? Đó. Quá đã luôn thấy không? Rất là trong sạch, chờ rất là đẹp. Ở ngoài rất là nóng luôn nha, 100 độ chắc cỡ đâu 38 39 độ đó. Độ C. Đó, mình đã vô trong thành phố rồi, bên kia những cái tòa nhà rất là cao, không có thua gì ở bên LA, thấy không? Rất là đẹp luôn. Đó. Quá trời. Khi nào có cơ hội thì mình sẽ qua đó tham quan nha. Mình cũng đã tới được cái khách sạn. Ủa sao đưa khách sạn trong đây khu này ta? Turn right onto East La Puente Avenue. Then turn right. Khách sạn trong đây. Khách sạn nào đây? Ôi, thấy rồi. Turn right. Khách sạn the destination đây. Is on your left. Cuối cùng cũng đã tới sau 6 tiếng đồng hồ lái xe. Cuối cùng cũng đi được tới đây. Ở đây rất là nóng, hiện tại bây giờ là 100 độ nha. 100 độ tức là bao nhiêu ấy các bạn? 100 độ tức là chắc 38, 39 độ C vậy đó. Giờ đi vô lấy phòng. Đi hồi nãy giờ 6 tiếng bây giờ mới được ăn. Giờ đang sushi. Thấy không? Sushi bar. Tối mình ăn gì vậy? Cầm đói quá cái phone nó cầm rung tay luôn rồi. Cái phòng ăn sushi này cũng rất là lịch lãm, sang trọng. Đây là cái chờ nãy giờ, nãy giờ 15 phút rồi mới được cái sushi như thế này. Cái này là rất là ngon thấy không? Ngon hàng dĩa sushi chà, con kim ngon hơn nha. Quá ngon luôn. Nó đã. Mình đổ nước tương vô. Đó. Ăn thử cái sushi này coi nó ngon thế nào nha. Đây. Đây này. Hả? Ăn thử nha. Thôi. Hình như nó thiếu gần. À, có. Bỏ vô. Ăn sushi là phải có gần. Thấy không? Ăn thêm miếng nữa nha. Đói quá luôn tay luôn. Trời nó cay. Coi nè. Ngon lắm. Cái cột điện này cũng bự hơn cái khu bên mình nữa nha. Cột điện làm bên đây nó làm ngoài lề đường luôn. Rất là bự. Bự lắm, ở cái góc này. Đó, bự lắm. Bự tàn canh luôn. Hiện tại bên đây là khu Arizona. Mới vừa ăn xong cái sushi. Bây giờ chắc là phải đi tới cái chỗ show để mà coi như thế nào. Bên này nóng lắm, không có thua gì giống như bên Việt Nam đâu.
cái lối xây đèn ở bên đây á cũng khác với bên Charlie nữa. Đây nè. Đó. Thấy không? Cái đèn bên đây á nhìn này chắc lắm. À biết rồi, biết tại sao để cục đèn bụi như không? Chắc bên đây á người ta hay ủi cục đèn. Cái cục đèn này á, cục đèn này nè, mà ủi vô á bảo đảm xe banh. Còn bên Cali á cục đèn á có chút xíu à, nhỏ hơn cái này hả gấp 5-6 lần luôn. Còn mấy cái bảng đường á đâu có kiểu này. Cái bảng đường này là tông cái là xe nát. Còn bên Cali á tông cái là cây cục bảng đường á nó sập liền. Em cảm ơn mọi người đã xem cái clip. Em xin kết thúc cái từ cái đoạn đường từ Cali qua tới Arizona chỗ này nha. Thì mình sẽ coi những cái clip khác nữa. Mình sẽ quay thêm những clip khác. Bây giờ em cảm ơn mọi người nhiều lắm và nhớ đăng ký nha các bạn. Bấm đăng ký để mà ủng hộ nha. Ok, hẹn gặp các bạn trong những cái clip kế tiếp nha. Bye bye.